Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok. Và mình là Phong Cận TV đây. Hôm nay anh em thấy skin của mình lạ không? Hôm nay mình đang đóng vai là một thuyền trưởng anh em. Đó, đóng vai là một thuyền trưởng cướp biển nè đó. Thì bọn mình đang trên đường đi lên những cái hòn đảo này để khám phá những cái hòn đảo nè anh em. Đó thì hiện tại là mình đang có là một tên trợ lý của thuyền trưởng, chính là phó thuyền trưởng Nước Sammy Đào. Xuống biển đi. Ok, thì bọn mình đang ghé vào một cái hòn đảo anh em ơi. Thì không biết là trong hòn đảo này có gì hay không, thì bọn mình sẽ vào đây để xem thử. Ok, thì ui, Sam ơi, cái con gì dễ thương quá kìa. Sau lưng bà kìa. Ui, giết ông mà trời, ui gì đâu. Nhìn dễ thương không? Bà thấy gì, bà thấy dễ thương không? Á, nó cắn. Ủa, nó quýnh được hả, Ui, ui. Ui, giết nó được cục vàng nè. Ôi, hai, từ từ từ, coi coi. Ở trên đây có người dân. Ôi, trên đây có người dân nè, lên đây. Ủa, còn con hả? Ủa, bây giờ là con màu xanh, hồi nãy là con màu hồng. Ơi, cái con này nhìn giống cái con trong game Guinea quá ha. Cục vàng nè. Từ từ, tôi lên tôi coi trên này có người dân nè. Ủa, cái gì đây? Ui, người dân trên đây bán đồ nè, Sam. Wow. Ủa mà người ta bán đồ bằng vàng không à? Có nghĩa là mình phải đi mình săn mấy con này, mình kiếm tiền mình vô mình mua đồ hay sao á? Ủa, qua bên cái người bên đây coi người ta bán cái gì nữa không? Để xem coi. Ui, người này người ta bán cái rương kho báu nè. Tôi mua thử một cái coi, tôi có 7 vàng nè. Ui Sam, nhìn nè. Tôi có một cái rương đựng đồ kho báu nè. Wow. Ok, tôi mở tôi coi coi. Ui, trong đây mình được một cái nỏ, một cây súng, một cây cung, một cái kiếm, một cái móc. Ơi, cái móc này nhìn giống cái móc của tôi nè, một viên kim cương. Ok, tôi mở thử nha. Ui, tôi được cây súng nè. Wow. Để thử đi, thử coi. Ủa không được, tôi chưa có đạn. Trời ơi. Ok thôi. À, vậy chúng ta có nghĩa là bây giờ chúng ta phải đi, chắc là trong đây có đạn á, có bán đạn á. Nhưng mà giờ nhiệm vụ chúng ta là phải đi săn mấy con nhỏ đó để kiếm vàng. Sam ơi, đi. Ui, có con nè. Chị đó. Của tôi. Ok rồi, từ khoan rồi. Ui, tôi thấy nãy tôi thấy hình như tôi đứng trên một tàu á, tôi thấy bên kia nó có một đám luôn á, đi qua đó. Ok rồi, hình như hồi nãy tôi thấy bên đây có nhiều lắm. Sam đó, thấy không? Nhìn qua kia kìa, một đám luôn kìa Sam ơi. Ok, bây giờ mình bơi qua đó nha. Hey, bùm. Rồi, ok. Chuẩn bị nha, khoan từ tôi ăn bánh mì vô để hồi máu đã. Ok, nhớ ăn bánh mì vô nha Sam, coi chừng mất máu á. Ok, mấy con này đánh cái mồm xong chứ gì. Ủa, cái tiếng gì vậy? Cái tiếng gì bập bập mà nghe không? Ui, mấy con nó đánh nhau hay gì nè. Ủa, phải không? Wow. Tiếng gì bập bập à? Ui, từ. Ui, Sam, ra tụi tôi coi mấy con này nó. Từ, tôi nói thiệt nha. Mấy con này nhìn nó nhỏ, nhìn nó dễ thương quá. Mà mình giết nó nhìn cũng hơi tội. Nhưng mà thôi, ai biểu nó đánh bằng mình chi, đúng không? Đó. Ui, chụp chụp, đóng cái gì? Đóng cái gì, đóng cái gì? Ủa, coi bọn nó xuất hiện chỗ nào mà sao đóng vậy? Ui, nó xuất hiện bên dưới nước hay sao nè? Có chi bơn không? Tôi không biết nữa, tôi không biết nó ở đâu mà nó xuất hiện hoài. Ui, bên đây có cái cầu nè, tôi đi thử cái cầu qua coi. Bên cái cầu nó có gì không? Ui Sam, ở cái hòn đảo này đẹp quá à. Có mấy cây dừa nữa nè. Ồ, còn hoa nữa, rất là đẹp luôn. Ui, bên kia còn có một cái hòn đảo gì nữa kìa. Nhìn lạ quá à. Wow. Đâu? Nhiều cái hấp dẫn bên kia kìa. Vài bữa nữa chắc mình bơi thuyền ở cái hòn đảo đó mình coi thử quá. Khoan, từ bây giờ trước tiên mình cứ lên trên đây đi. Xem qua trên đây có gì nữa không. Ui, Sam ơi, trên đây có một con bự ơi là bự luôn nè. Wow. Ê con... à. Ui, Sam ơi, coi chừng. Mất nhiều máu không? Còn con nhà đánh đi. Đâu, còn con nào đâu. Ok, đánh nó đi xong mình lên mình đánh con bự. Rồi, con okay, kia nó đẻ ra mấy con này rồi. Ok, tấn công. Mình phải giết được con này mới được. Ê, đâu á. Mày á. Lên phụ tôi nè, cẩn thận nè. Ê, tôi sắp chết rồi, tôi chạy. Chết chưa. Ôi, chết rồi. Ủa, nó có rơi ra gì không? Nhiều vàng lắm. Đâu, cho tôi. Ê, đằng sau lưng bà con kìa, coi chừng. Mày á. Ok rồi, có cái rương gì đây nè Sam. Coi thử coi. Ồ, ui, 5 cục vàng. Rồi ok. Bây giờ mình bọn mình đi đến đó mình đổi lấy vũ khí đi Sam. Trời ơi, có vàng rồi. Ông mấy con ui, rồi, ông mấy con bọn nó xuất hiện nữa kìa. Mấy con này càng lúc càng xuất hiện nhiều luôn nha. Ghê thật. Wow. Con này nó chết rồi mà sao mà nó súng vậy? Ôi, mày hả? Ok. Rồi ui, sao lưng bà còn con kìa nhiều quá hả? Nhiều phải thôi. Cái gì vậy? À, cái này là giống như cái đầu của mấy cái con thổ dân đó mà. Khoan, từ đánh con nó đi, bà cứ đứng yên cho nó đánh mà kìa. Ok. Rồi, bà được nhiều vàng chưa? Tôi được 20 cục nè, bà được mấy cục rồi? Nhiều vậy? Tôi 11 cục à. Trời, có 11 cục à. Thôi, okay, bây giờ mình về, mình coi mình đổi được gì chưa. Đi. Ok, bye.
Quay, bên đây còn có màu hồng nè, từ giết mình giết luôn đi. Con này level 2 nè, không biết được nhiều vàng không? Ủa không được nhiều vàng lắm ha. Ok, bây giờ mình nên đổi lấy cái rương báu hay là đổi cho ông này để mình lấy đồ ta? Ông này ông đổi cũng không có cái kiếm gì là mạnh thế là thôi mình qua người bên người khác coi. Ông bên ơi, người khác hay được không? Có đạn nè, ông đang bán đạn nè. Ủa có hả? Ôi hay là có, bây giờ tôi thử tôi qua bên cái ông bên thuyền này coi ông bán gì không? Ui, ông này bán nhiều đồ đó là Sam. Wow. Ông này ông bán kiếm nè, nhưng mà cái này bán bằng kim cương đồ hết à. Mấy cái này mắc quá à, bán đồ mắc ghê luôn á trời. Ôi mắc quá à, kiếm đâu ra. Ok thôi. Bây giờ chắc giờ mình phải kiếm thêm thôi rồi sao. Mình phải tạm thời sống ở trên đảo hoang rồi. Thôi giờ biết sao. Ở trên đây có cái đường lên đó nè. Lên coi bà này bán gì không. Ok. Bà này bà bán Ủa. À mình có thể mua vàng từ bà này. À bà này giống như kiểu là mình mua đồ mình không xài thì mình bán lại cho bà này á. Kiểu vậy đó. À ok. Thôi ờ đúng rồi, cầm đồ á. Okay. Nãy Sam nói cái ông trên đây là có bán đạn đúng không? Đâu? Đạn đâu? Đạn đâu? Đạn à đây à, 22 viên. Ok. Vô thành công là ui sao lên bà quá vậy kìa. Quá chừng. Trời ơi. Đánh mà sắp chết luôn rồi mà còn đứng đó. Ok, từ nạp đạn thử coi được không? Nạp được. Ui nạp được rồi nè. Đó. Ok, ngắm bắn thử coi. Ngắm thử nha. Ui bắn được Sam ơi. Vậy à, ngon rồi. Cái súng của tôi có súng để tôi xài nè. Ok, tôi đổi thêm mới được. Và wow, hấp dẫn. Mua thêm nè. Ok. Tôi còn 15 vàng. Ok. Thôi Sam ơi, tôi nghĩ là bây giờ mình đi ngủ đi. Trời sắp tối kìa, đi ngủ đi rồi ngày mai chúng ta đi tiếp tục đi thám hiểm mấy cái hòn đảo xung quanh đây. Ok, trời sáng rồi. Wow, ok. Đúng là buổi sáng ở ngoài biển. Ui, bên kia nó có một cái tòa lâu đài kìa anh em. Wow. Bây giờ mình mới để ý nha, buổi sáng hoàng hôn thì mình sẽ thấy được nhìn xa, mình nhìn thấy được có một cái bóng của tòa lâu đài bên kia kìa. Anh em ơi, có bạn nào mà muốn mình với lại Sammy đi qua cái tòa lâu đài đó thám hiểm thì anh em nhớ bình luận cho mình biết nha. Bình luận số 1 cho mình biết nha. Tập sau chắc là mình với Sammy sẽ qua bên cái lâu đài đó thám hiểm quá. Ok. Bây giờ bọn mình sẽ đi qua những cái tòa lâu đài đi qua những cái hòn đảo khác coi. Từ làm miếng bánh mì đi đã. Trời ngon quá. Làm miếng bánh mì đi ăn sáng đi Sam. Đói bụng quá nè. Ok. Tôi coi. Bây giờ không biết con dân làng này còn bán gì không. Mấy con dân làng này nó ơi khoan từ. Hình như là nhớ trên dân làng trên đây có bán đồ ăn nè. Tôi mua đồ ăn mang theo đã. Mang theo đồ ăn rồi chúng ta đi qua những cái hòn đảo khác. Ok, để xem coi. Tôi sẽ mua một cái mấy cái hamburger bò này bán rẻ nha. Ok, để xem coi. Tôi sẽ mua theo mấy cái bánh mì đi. Ok, mua nè. Ok, mua. Rồi, tôi mua được rất là nhiều bánh mì luôn rồi. Sam ơi, bà còn bánh mì không? Ui, bà kiếm đâu cái kiếm đẹp quá vậy? Đẹp không? Đẹp. Mày mua xong á. Mày mua hả? Wow, ok. Ok, thôi đây nè. Tôi ôi, sao quýnh tôi hoài vậy? Trời ơi trời. Cứ đen hết nấu tôi quýnh hoài. Đâu muốn chết. Cái này test gì mà test trời, bà test bà chém vô quái vật hay gì bà chém vô người tôi tào lao thật leo leo. Bây giờ tôi với bà sẽ thử đi qua những cái hòn đảo xung quanh bên kia hay bên đâu ta. Thôi mình qua thử cái hòn đảo bên đây coi. Tôi thấy cái hòn đảo bên đây nhỏ nè, qua đây thử coi. Nhanh lên Sam ơi, bà đâu rồi? Ok đi. Tôi không biết là cái hòn đảo bên kia nó có những cái con quái vật nhỏ này không ta. Nếu mà có những con quái vật nhỏ này thì mình giết luôn. Trời, mấy con quái vật yếu xìu có gì đâu mà sợ đúng không Sam? Rồi, Sam ơi. Tính ra tôi ngồi thuyền mà tôi để ý là tôi với bà bỏ hai cái chân xuống dưới nước luôn Sam ơi. Nhìn mắc cười quá. Ôi, thôi từ để qua cái hòn đảo coi. Wow. Ui, hình như cái hòn đảo này nó có người sao nè. Trời ơi, mấy người này đang đứng chào mừng bọn mình hay sao kìa Sam ơi. Trời ơi, mấy người dân này trời, thật là. Trời ơi, mấy cái khúc xương thấy ghê à. Hả? Ê, nó đập mình á, cẩn thận á. Ui. Đập mình á. Ui, sao. Hình như là ui, nhảy cao rồi. Ui, hình như ôi mấy con này là mấy anh em ơi, mấy con này là mấy cái bộ xương anh em ơi. Trời, bộ xương hả? Trời ghê quá vậy. Ui, tắt ra đằng sau nè. Ok, đằng sau. Ui. Ui nó lại gần mình kìa. Đây. Mày. Ui mấy con bộ xương này nó cử động được ghê quá. Ui, ở đây nè có mấy cái hầm mộ. Ui trời, trong cái đường này có gì không? Ui, có kho báu Sam ơi. Trong mấy đường này có kho báu kim cương nè. Ê, đánh tôi từ ăn mau tôi hồi máu nè. Mày bằng con mày đã xong à. Ơi có chân sau lưng kìa. Một con mày dám đánh, mày tính đánh len hả xuống biển đi. Ok. Ủa Sam ơi, trong mấy cái rương này nó có kim cương đồ nè. Từ lại coi. Còn cái rương nào đây không? Ủa, cái tiếng gì vậy? Ui Sam ơi, có một con bự quá nè. Có chân nha. Mày ui con này nó xài cái kiếm bằng vàng luôn kìa.
Wow, hàng ngày nó bị chìm xuống nước rồi, một tí chắc nó cũng chết dưới nước rồi. Trời, cái con này nước quá, nhảy xuống dưới biển chị. Cút. Ok, đánh mấy con này rơi xuống biển hết đi Sam. Con này bự vậy. Con này bự quá, hình như là nó bị chết ở dưới biển cho nên nó không dám lên đây nè. Tính làm gì Sammy hả? Tính đánh Sammy hả? Ok. Còn mấy con bộ xương này thật là láo quá. Từ từ. Rồi Sam ơi, bà nghĩ chúng ta có nên xuống đánh cái con bộ xương này không? Ui, phỏng tôi ơi. Chạy. Không. Tôi nghĩ là con nó mượn vậy sao đánh. Ok, từ từ. Bắn này nè. Súng của tôi không mà không được gì nè. Xuống đánh nó luôn Sam, đánh nó. Ui, cái chừng. Mình chỉ cần xuống cái nước là nó quăng bóng cái bóng lửa, mình cũng không bị gì đâu. Ui. Trời ơi, tưởng là mạnh lắm hóa ra yếu xìu. Chém có vài cái chết. Được nhiều vàng không? Tôi xịn không? Mấy mươi chém xịn nghe. Ôi tính ra tôi được kim cương nè hả, tôi mở rương tôi được kim cương với lại được mấy cái kho báu đó nè. Wow, bọn mình đúng là tôi thấy là chúng ta nên bỏ làm YouTuber, chúng ta đi làm cướp biển sướng hơn á Sam ơi. Không biết ở bên dưới đất này có gì không nè, hình như là ở trong cái này là nó ui đánh lén hồi. Ôi láo nè, mấy bọn này toàn level cấp 4 không à. Ôi tính ra là ở đây xung quanh này. Ui có chân sau lưng kìa. Ôi có chân sau lưng, mày. Ok rồi, giết nó rồi. Wow. Ủa sao mà tính ra là ở xung quanh đây còn nhiều hòn đảo lắm luôn á trời. Chưa có hòn đảo nào mà mình thấy là nó kinh dị như cái hòn đảo này luôn anh em. Có mấy cái bộ xương biết di chuyển. Wow. Ok hoàng từ, bây giờ tôi sẽ thử tôi mở mấy cái rương mà tôi kiếm được trên đây coi tôi sẽ được gì nha. Ok. Mở nè, trời nè Sam ơi. Bốn cái rương gì ta, một màu xanh luôn nè. Ok mở nè. Mở. Tôi được một cái móc nè, cái này là kiểu đeo cái cánh tay nè. Tôi có một cái rồi. Nè cho Sam nè, đeo vô cho giống cướp biển. Đâu vậy? Đeo vô. nhìn cái tay của Sam bây giờ nó có gắn cái móc vô nhìn cũng giống cướp biển ghê luôn á. Ok tôi thử tiếp nha. Ok tôi được. Ôi tôi được thêm cây súng nè. Ôi cái chân. Ôi mày hả? Ôi con này ghê quá. Ok tôi mở cái tiếp theo nè. Ok coi được gì. Được thêm viên kim cương. Ôi Sam ơi, cái con bự khổng lồ xuất hiện lại nữa kìa. Wow. Oh, no, tôi sắp chết giờ, tôi không phải với nó đâu. Chạy đi. Ơi bà có sao? Bà còn sao đúng không? Bà có gì? Chạy tôi rồi. À, tôi chết rồi. Đâu không? Bà bấm tiếp tục nha, đừng bấm hồi sinh nha, hồi sinh là chết á. Bà bấm tiếp tục, mày đẩy mày xuống biển nè. Ôi, quái vật cổ xương nè. Ôi Sam ơi, tính ra cái con này á, là nó có đựng một cái rương ở trước ngực nó luôn á, cái con bộ xương khổng lồ nè. Ôi, còn cái mấy con bộ xương nhỏ thì bọn mình không sợ, còn con bộ xương bự thì nó quýnh hơi đau một chút thôi. Còn gì không, trời về sợ nó tôi chết nè. Tôi coi tiếp nè. Ok, 2 viên kim cương. Wow, vậy là mình đã có được 3 viên kim cương với lại là 15 vàng trong cái hòn đảo này rồi. À Sam, cho bà cây súng nữa nè, chứ được chiến lợi phẩm là cây súng. Đó, cho bà thêm nửa đạn của tôi nè. Đó. Ok. Vậy là chúng ta đã kiếm được thêm đạn nè, kiếm được thêm súng nè, rồi còn kiếm được thêm kim cương với lại vàng nữa. Kỳ này là coi như chúng ta đổi được thêm nhiều vũ khí hơn nữa rồi. Wow. Ôi, rồi vài bữa chúng ta sẽ đi thám hiểm những cái hòn đảo khác nữa nha. Ok, và anh em ơi, trong tập này mình với lại Sammy đã thám hiểm được một cái hòn đảo. Hình như là hòn đảo đây là hòn đảo xương. Á, mày chạy sống lưng kìa, trời ơi, mày, con chạy sống lưng. Tôi lỡ tay tôi chém chúng bà luôn. Ok, ôi nguy hiểm quá, hòn đảo nguy hiểm quá, chắc là chúng ta phải mau về Sammy. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này và muốn là trong những tập sau mình sẽ đi thám hiểm thêm những cái hòn đảo sau nữa thì anh em hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy Đào cùng với lại các thành viên trong Hero Team để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong Team Hero nha. Ok, và tạm biệt anh em. Yêu anh em vãi nồi. Bye bye. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục giết mấy con bộ xương này để farm thêm vàng với lại là kim cương thôi. Đấy. Lại đây có con bộ xương kìa. Nhào vô đây. Yeah. Mày á. Chết mày nè. Chết mày tao.